Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác quý chị. Chào mừng quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh bán hàng kèm Công Ô Tô. Ngày nay thì Công Ô Tô sẽ lên sóng giới thiệu cho toàn thể quý cô bác quý chị một chiếc xe 7 chỗ ngồi được mệnh danh là nồi đồng cuối đá đây nhá quý cô bác quý chị nhá, đến từ nhà xuất của Toyota. Đây là một chiếc Innova sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn, bản G xịn, động cơ 2.0. Xe có trang bị màn hình cam lùi đủ rồi. Và chiếc xe này đang có giá chào bán gửi tới toàn thể quý cô bác quý chị. Chiếc xe này với giá bán là 310 triệu 2011. Quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Innova 2011 bản G xịn số sàn màu vàng cát thế này, hãy liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline của em là 0984883950 và 0945883950 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe cho quý cô bác quý chị nhé. Quý cô bác quý chị nào mà lần đầu xem video của Công Ô Tô mà chưa đăng ký kênh, để tiện theo dõi thì quý cô bác quý chị hãy vào đăng ký kênh, bấm thông báo và theo dõi lên để không bỏ lỡ những video mới nhất của Công Ô Tô cũng như là những khung giờ phát sóng livestream của em vào lúc 7 giờ buổi tối tất cả ngày trong tuần. Bây giờ thì mời quý cô bác quý chị chúng ta sẽ xem chi tiết về chiếc Innova 2011 màu vàng cát này. Xe trang bị 4 lốp mới nha các bác nhá. Đây, 4 lốp mới. Đầy đủ. Gương kính chỉnh điện đầy đủ. Cho toàn thể quý cô bác cô chị đây. Ốp gương thì đều ốp mạ chrome này, tay nắm cửa cũng vậy nha các anh nhé. Ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp hết cho toàn thể quý cô bác cô chị. Đây, cho các bác cùng xem bên trong đây. Táp ly táp lô của em nó đây. Rồi keo chỉ đây. Soi hết cho các bác cùng theo dõi nhá. Gương kính chỉnh điện đây nhá quý anh chị nhá. Gương kính chỉnh điện cụp mở điện tự động. Vô lăng 4 chấu đầy đủ. Có trang bị màn hình, có cam lùi đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý chị rồi. Táp ly táp lô đẹp. Đây, soi hết cho các bác cùng xem. Táp ly táp lô đẹp đây nhá quý cô bác quý chị nhá. Ghế bọc da, trần thì là trần nỉ và còn bọc ni lông. 3 vùng điều hòa, 3 vùng điều hòa nhá quý cô bác quý chị nhá. Đây chúng ta sẽ xem phía sau. Đúng không ạ? Soi hết cho các bác cùng xem. Keo chỉ cánh của em nó này. Rồi táp ly táp lô của em nó này. Rồi lốp của em nó này. Đấy, gầm bệ của em nó, lát sẽ quay hết cả gầm bệ cho các bác cùng theo dõi nhá. Đây, hàng ghế thứ hai. Đấy, phía sau của cái kệ tì tay này thì nó có một cái khay để nước đây nhá các bác nhá. Innova thì được mệnh danh là nồi đồng cuối đá đây. Một dòng xe chuyên ăn no vác nặng đây nhá quý cô bác anh chị nhá. Đèn hậu phía sau đây trong sáng đều hai bên luôn. Có màn hình cam lùi, hai cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe đầy đủ, có cánh gió trên cao và có đèn cảnh báo hậu trên cao đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý chị. Đây ạ. Cái hàng ghế phía sau này thì của dòng Innova này thì có thể treo lên được như này nhá các bác nhé. Có thể treo hoặc là có thể đặt xuống và gập vào. Con này gập hết được xuống 90 độ nên là xe nó rất là rộng. Khi chúng ta gập xuống rất là rộng đây. Ốc đình tán phía sau hai bên máng nước đây ạ, còn nguyên. Bên này cũng vậy nhá các bác nhé. Sáng bóng đẹp cho toàn thể quý anh chị. Nắp cốp đít đây, bằng luôn cho toàn thể quý anh chị chúng ta cùng chiêm ngưỡng em nó luôn. Nắp cốp đít của Innova 2011 bản G xịn màu vàng cát. Gầm bệ của em nó đây, lốp dự phòng đây còn nguyên gầm bệ đấy ạ, không hề bị mục mọt như quý anh chị nhá. Không hề bị mục mọt, không hề bị gì dầu gì nhớt như quý cô anh chị nhá. Sáng bóng đẹp đấy ạ. Tiếp tục lốp bên đây nè, lốp bên đây cũng rất là mới đây nhá quý anh chị nhá, gầm đấy, thanh sắt xi kìa, mới đẹp luôn cho thầy này quý cô bác quý chị. Bên đây đó, tiếp tục táp ly táp lô của em nó đây ạ, soi cho các bác xem hết. Soi hết cho các bác cùng xem luôn. Đăng ký 7 chỗ, táp ly táp lô thì cũng còn tương đối đó nhé. Gương kính chỉnh điện cụp mở điện tự động đây, táp ly của em nó đây. Xe thì nói chung là cứng xe cho toàn thể quý cô bác anh chị đây. Vô lăng củ số cũng còn tương đối đẹp. 2011 nha quý cô bác anh chị nhé. Bây giờ thì mời quý cô bác anh chị chúng ta sẽ xem qua cái phần động cơ của em nó. Trang bị động cơ 2.0, con này mức tiêu hao nhiên liệu của nó dao động vào tầm 9 đến 11 lít trên 100 km đường hỗn hợp nha quý cô bác anh chị nhé. 9 đến 11 lít thôi. Đây ạ, đây là phần động cơ của chiếc Innova 2011, những thanh răng bên trên này, lỗ vẫn còn tròn đây nhé các anh nhé. Lỗ còn tròn. Máy móc thì sạch sẽ rồi, sáng.
về chỉ việc đổ xăng và đi thôi nhé quý cô bác quý chị nhá. Đây ạ, cụm ABS chống bốc cứng an toàn đầy đủ này. Đó. Máy móc thì sáng trang rồi, gài nhẹ cái nổ nhé quý chị nhá. Trong dòng này thì chạy rất là thích rồi, máy rất là khỏe. Nắp capo đây. Đấy, tất cả các lỗ tròn xe này. Đây ạ, tất cả các lỗ tròn xe đây cho toàn thể quý cô bác quý chị chúng ta cùng xem chiêm ngưỡng em nó đây. Vâng, vừa rồi thì em đã làm video nhanh cho toàn thể quý cô bác quý chị về chiếc Innova 2011 bản G xịn số sàn động cơ 2.0. Và chiếc này đang chào bán gửi tới toàn thể quý cô bác quý chị với giá bán là 310 triệu. Quý cô bác chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Innova bản G xịn 2011 màu vàng cát như này, hãy liên hệ với Công Auto qua số hotline là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe cho quý anh chị nhé. Quý cô bác chị nào mà đang xem video của Công Auto mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì quý cô bác các chị hãy vào đăng ký kênh, bấm thông báo và theo dõi để không bỏ lỡ những khung giờ phát sóng livestream của em vào lúc 7 giờ và những video mới nhất của Công Auto. Cảm ơn toàn thể quý cô bác các chị, hẹn gặp lại quý cô bác các chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.